Từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đeo khẩu trang đã trở thành thói quen mới của người dân Việt Nam. Nhưng chính bởi nhu cầu tăng cao mà nhiều lô hàng khẩu trang kém chất lượng đã bị một số đối tượng vì mục đích lợi nhuận bất chấp đạo đức kinh doanh tuồn ra ngoài thị trường. Từ vai trò là lá chắn bảo vệ con người, tránh lây lan dịch bệnh, những chiếc khẩu trang giả kém chất lượng này đã khiến cuộc chiến chống đại dịch càng trở nên khó khăn và nặng nề hơn. Không đủ hồ sơ về y tế, không đủ các chứng nhận của Bộ Y tế, hơn 5.000 chiếc khẩu trang đang được chị Hiền kiểm tra và niêm phong lại. Là một trong nhiều người đứng ra quyên góp các sản phẩm hỗ trợ y tế tại địa phương, chị Hiền ý thức được việc cần thận trọng trong việc tiếp nhận hàng y tế, bởi không đơn giản là từ thiện, mà ngoài tình cảm, đó còn là trách nhiệm với xã hội. Cái quá trình tôi thực hiện cũng có nhiều lần, một vài lần tiếp nhận cái lô hàng khẩu trang y tế không rõ ràng vào hồ sơ. Và đối với những cái nguồn hàng như vậy thì tôi thường thông báo cho bên cung ứng, bên cung cấp hoặc là nhà hảo tâm, họ làm rõ các cái thông tin liên quan đến chứng nhận chất lượng rồi giấy phép lưu hành sản phẩm của ngành y tế. Bởi tôi nghĩ rằng là một khi mà mình chưa đủ cơ sở để mà khẳng định đó là cái lô hàng được phép lưu hành thì mình càng không thể tùy tiện đùn đẩy cái sự hoài nghi của mình qua nơi khác gánh chịu được. Và tôi cũng không thể trao cái sự bất an ấy cho cái lực lượng. Vừa qua, Tổng cục Quản lý Thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội và Đội Quản lý Thị trường số 22 đã thu giữ hơn 100 thùng khẩu trang N95 với số lượng gần 20.000 chiếc có dấu hiệu là hàng giả đang trên đường gửi vào miền Nam tiêu thụ. Theo lời khai của chủ hàng, thì số khẩu trang có dấu hiệu là hàng giả này được mua trôi nổi trên mạng với giá 22.000 đồng và được bán ra với giá 38.000 đồng. Khách hàng chủ yếu là các cơ sở y tế đang thực hiện nhiệm vụ chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Hôm nay rất là sơ suất để mua cái lô hàng này ở ngoài. Tôi xin cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ những cái số hàng mà chứng minh đây là nguồn gốc mà là giả. Câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu những chiếc khẩu trang kém chất lượng này được chuyển đến tuyến đầu chống dịch, nơi mà những nhân viên y tế đang ngày đêm cận kề với sự sống của từng bệnh nhân COVID-19. Nhưng chính họ cũng đang đối mặt với nguy cơ lây bệnh do những chiếc khẩu trang giả. Vùng 1 là cái nơi mà trực tiếp chăm sóc điều trị người bệnh trong phòng hồi sức ấy, thì rất quan trọng, bởi vì những khẩu trang chuẩn thì mới có thể bảo vệ được. Và chúng tôi cũng được biết rằng là đã có nhiều những cái đơn vị khi mà chăm sóc người bệnh, các thầy thuốc chăm sóc người bệnh thì đã có những trường hợp mà bị nhiễm virus trong quá trình chăm sóc người bệnh, lý do là bởi vì đã sử dụng cái khẩu trang nó không đạt chuẩn. Nhiều người dân đã bày tỏ sự bất bình trước hành động này và đòi hỏi sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, hay ngoài xử phạt hành chính thì còn phải xử phạt về hình sự nữa.